Theo kế hoạch, ban tổ chức La Liga muốn phiên chợ hè 2018 sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 8, tức một ngày trước mùa giải mới. Tuy nhiên, do vấp phải một số ý kiến phản đối, ý tưởng này đã phải tạm dừng. Thị trường chuyển nhượng La Liga đợt này vì thế vẫn sẽ đóng cửa vào 31 tháng 8 như trước đây. Nhưng gần như chắc chắn ở mùa hè năm sau, phiên chợ hè sẽ được rút ngắn. Real Madrid rất ủng hộ kế hoạch rút ngắn TTCN hè. Họ cho rằng, việc kéo dài thời gian chuyển nhượng đến tận ngày 31 tháng 8, khi La Liga đã khởi tranh không có lợi cho các câu lạc bộ. Một quan chức của Real cho biết, thủ thuật của các siêu cò hiện nay là cố trì hoãn đàm phán càng sát giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng càng tốt. Sau đó, lợi dụng tâm lý của các câu lạc bộ là phải quyết có bằng được mục tiêu mà họ nhắm đến, các siêu cò sẽ đi đêm với bên định bán cầu thủ để đẩy giá lên mức khó tin. Barca là trường hợp điển hình bị ép giá kiểu đó. Mùa hè năm ngoái, sau một loạt thất bại trên thị trường chuyển nhượng, đội bóng xứ Catalonia đã nhắm mắt mua liều tiền đạo ao đứng An Dembele của Dortmund với tổng phí chuyển nhượng lên đến 145 triệu euro. Đó là mức giá không thể tin nổi với một cầu thủ mới vừa qua tuổi 20. Và thực tế là từ khi gia nhập Barca, Dembele cũng chưa thể hiện được gì nhiều. Được biết, sau Premier League, Chelsea mới đây cũng quyết định rút ngắn phiên chợ hè năm nay. Theo đó, các đội bóng của Italia chỉ được phép mua sắm đến ngày 17 tháng 8, tức 2